Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh OTOB của đồ gỗ Tùng Tán nha. Và thì bây giờ tại xóm Bến Đình, thị trấn Yên Lập, và tôi đang có chị à, từ Cẩm Khê, chị xã Văn Cụ, Cẩm Khê ạ. Và em đang có mặt tại xóm Bến Đình, khu thị trấn Yên Lập, và để bàn giao cho nhà chị Bình một bộ sập. Và đây sập trên quy dạ cá bằng chất liệu gỗ cụ này, và một chiếc đồng hồ, và bên tay phải là một chiếc lồng quỳnh. Và xây nhà nó rộng. Và còn đây trên màn hình quý vị xem, đây là phòng khách của nhà chị Bình đây ở xóm Đình, thị trấn Yên Lập, và huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đây. Và thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tôi đang có mặt để bàn giao cho nhà chị là lô sản phẩm gồm có chiếc sập trên quy dạ cá và chiếc đồng hồ tứ trụ, và chất liệu gỗ gõ đỏ, bên kia chiếc lọc bình bằng gỗ sà cừ. Và để giới thiệu quý vị xem qua và tham khảo cái chiếc sập này là chất liệu gỗ vụ quý vị nhé, kích thước 1m8 x 2m2, rất là đẹp. Và ai có nhu cầu sở hữu bộ sản phẩm như nhà chị Bình ở xóm Đình Yên Lập này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tôi nha. Cơ sở tôi nằm tại xã An Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, chuyên sản xuất xuất các đồ gỗ theo đơn yêu cầu của khách hàng. Theo quý vị, chiếc sập này là có kích thước 1m8 x 2m2, dạ tiền 10 phân trên 24, và mặt hai lá, chất liệu gỗ vụ Lào rất là đẹp. Đây, chiếc đồng hồ tứ trụ này giới thiệu quý vị là nó cao là 2m3 nhá, và nó kích thước là cao 2m3, chất liệu gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Và xin chào tiệm biệt quý vị nha. Và chị ạ. Vâng. Nghe xếp thế được kia chị. Vâng, đấy. Thế anh còn lấy hai cái cặp kia thì em để đâu? Vâng. Hai cặp kia để nhẹ nhét bên kia. Vâng. Thế nó chật quá, không có chỗ để ấy. Nhà nó hẹp. Rồi, để này là hợp lý rồi. Đây, nhà này đại gia đây đang xem để mua đây. Vâng, đấy chị đang xem. Chị theo đây xem có kê được.